សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទបន្តតាក់ទងជាមួយនឹង Microsoft Office Excel 2010តាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀននេះគឺខ្ញុំលើកយកមេរៀនស្តីពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃផ្ទាំងការងារអញ្ចឹង worksheet basic អញ្ចឹង worksheet basic នៅថ្ងៃនេះគឺលោកអ្នកនឹងរៀនពីរបៀបនៃការដូរឈ្មោះនៅ worksheet ណាដូរឈ្មោះហើយ copy delete worksheet ហ្នឹងហើយអាចដូរពណ៌បានទៀតអញ្ចឹងជួបជាមួយខ្ញុំបាទបន្តបាទតើតងជាមួយនឹងចំណុចនេះនេះគឺជា worksheet 1 worksheet 2 worksheet 3ណាហើយនៅលើផ្ទាំងនៃ Excel នឹងមួយគេហៅថា workbook នេះ workbook ហើយនេះ worksheet មានន័យថាវាហាក់បីដូចជាសៀវភៅមួយណាផ្ទាំងការងារទៅលើសៀវភៅហើយមួយទៀតយើងត្រឡប់មកមើលទៅលើ worksheet មានន័យថាសៀវភៅមួយសន្លឹកណាមួយទំព័រមួយទំព័រមានន័យយ៉ាងឯងហើយដើម្បីដូរទៅលើ worksheet ហ្នឹងឬក៏យើងបង្កើតថ្មីបង្កើតថ្មីចុចទៅលើប៊ូតុងនេះចេញ worksheet មួយទៀតឬក៏យើងអាច rename ឬយើងអាច insert ចុចដោយចុច shift ហើយនឹង F11 ចុច shift shift នៅលើ keyboard ហើយបូកជាមួយនឹង F11 វានឹងចេញ new sheet បាទ sheet ទី1 sheet ទី2 sheet ទី3ហើយរបៀបនៃការដូរឈ្មោះយើងចុចទៅលើ right click ហើយដូរឈ្មោះណា rename យើងអាច insert យើងអាច delete យើងអាច rename ឬក៏ move to ណា move ទៅចំណុច1ទៅចំណុច1ណា1 2 3 4អញ្ចឹង rename ជាទៅលើថាមករា January ខែ1 enter ហើយនៅក្នុងនេះក៏យើងអាច copy បានដែរតតងជាមួយនឹង copy លោកអ្នកចូល move មក copy ត្រង់ផ្ទាំង move and copy អ្នក move ទៅឬក៏ copy ត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹង create copy complete ពី January ខែ1មូលហេតុអីបានយើងត្រូវ copy ព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារចង់បានគំរូឧទាហរណ៍ថាជាផ្ទៃនៃការងាររបស់យើងនេះគឺវាមានលក្ខណៈមួយដែលយើងអាច design ហើយរួចរាល់ហើយយើងពុំចាំបាច់ design ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែ copy ឯកសារហ្នឹងឬក៏ទិន្នន័យហ្នឹងដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅដាក់នៅក្នុង sheet មួយទៀតបាទអញ្ចឹងដដែលវិធីសាស្ត្រធ្វើចុច right click ចូលពាក្យ move or copy គ្រីសចំកន្លែង create copy អញ្ចឹង workbook នៅដដែលនៅ workbook ហ្នឹងហើយចុច ok ទី2អញ្ចឹងចំណុចទី2នេះខ្ញុំដាក់ខែ2ខែ2ហើយមួយទៀតខែ1ខែ2ឃើញទិន្នន័យដូចគ្នាបាទ1ខែ2មួយទៀតខ្ញុំ copy មួយទៀតនេះ move create ដដែលចុច ok January ទី2អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ March ខែ3បាទមួយទៀតខ្ញុំ copy ដាក់ខែ4នៅក្នុងនេះលោកនេះអាចដូរពណ៌បាននេះ tape color ដូរពណ៌នៅក្នុងខែ2ហ្នឹងគឺដាក់ពណ៌ខែ4ហ្នឹងដាក់ពណ៌ទឹកក្រូចហើយខែmarch ចាក់ពណ៌ក្រហមបាទខែfebruary ដាក់ពណ៌ blue ដាក់ពណ៌ yellow បាទដូរពណ៌យើងអាច delete នៅក្នុងនៅសល់ sheet ដែលយើងអត់ចង់ប្រើយើងចុច delete right click delete right click delete delete បាទ delete ចាំមាន4ខែទៅលើតំណែងនឹងដូចគ្នាបាទតំណែងនឹងដូចគ្នានៅក្នុងខែទី1យើងអាច move ខែទី1ដាក់មុនមកខែទី2ខែទី3
ti 3 1 2 3 4 khai ti 4 ba tên này trong khai ti 1 miền phần nắng khai ti 2 7 khai ti 3 chấn sầm rạp khai bắt to chưa đo chấm nội ti và chấm nội này tẹt tàu nước xít nhom sôm bắt chọc bản đấy chấn lượng này à chết vừa từ lờ đồ chúa copy delete insert nè bắt thêm vật xít thứ mấy lục vật xít này đồ chúa đã bỏ nãy chỉ bị thi sạc chỉ mua được than hay chấm nội bắt to nhom sôm bằng hàng nẹp bị rồi biếp từ lờ group nâng ăn group xít chẳng những thời group xin group này vật xin thì mùi ưu thò ta hai đấy bằng xưa ta mua hai đấy bằng những trăm bạch thời group xin chẳng ạ thạp và dòi bỏ biết nơi bê đại dương nơi khăn ông khai ưu thò ta buôn khai nâng cư chìa khai đại miên tên là đầy đôi khăn nìa chẳng dân chọn cài nơi bê đại dương chọn cái dương trừ cài ta mà đón ở rùa chẳng buôn xin nâng tay mà đón chẳng vì miên phim nghi xô xâm lập dương khăn ông khai prapra khăn ông khai biết tên lớn Excel đặt bay group từ lời Excel, nhấn chọn select trang trong đoạn mối hai chọn control là chọn chọn control chọn từ lời sheet đi mối hai nhấn chọn cài từ lời time trong đoạn nam mối là nóng sheet đang bay này được gọi sheet đang buồn group đang sheet đang buồn chấm chọn chọn insert từ lời tên là này mối tiếp để miền tên là này đôi khía u thò tham miền trong đoạn insert này nè nhóm insert nó không cần làm được cái này nhóm này add nó không sit đặt nhóm first cứ sit January chẳng nhóm add chỗ hai tên là này add nó cứ tầm lại một phần pi rồi ba tầm lại một phần pi rồi cứ nhóm add từ lớp trong group này ấy đồ của đặt bỏ sò ok đặt bỏ cả hòm bánh nghỉ sưu chấm ba chẳng bỏ cả hòm đi nâng F này cứ chia tên ở đây để nhóm ta xác thêm hai thêm đôi kia từ khi nông tên ở đây nâng khi nông khai pi khai bay khai buồn chẳng đặc biệt nhóm chọn cài từ lớn xịt từ mũi khi nhóm group vì về đọc khai chuyện cài từ mũi cứ dân thơ được nông group từ mũi đá dân sẽ là hai group vì thằng nào rồi hai dân từ mở mới tham nhìn lại cái nào đôi kia chẳng được nông F xịt F có đôi kia xịt mai có đôi kia April có đôi kia rồi rõ sẵn nạp các group hay là bếp ăn group với lúc nè right click tờ lờ trong lời này xịt đi mùi nắng chạy bị ăn group xịt chạy ăn group xịt mà chỉ ca sạch lúc nè miền xịt đi mùi để miền tên hình ấy hay dân cài ta mà đón chỉ ca sạch mẹ tên hình ấy bỏ dân trong lời bắt đầu tệ tông cho mùi nắng tệ tông cho mùi nắng prepaid free pen nó cứ chỉ cam thì mỗi nghi xu sự nghiệp bị dướng rụng cờ lơ tình này u tối ta tình này dướng miền lạc nạn tình này chả ai nhưng thôi ta lơ chân yêu rí ai tình này chả ấn cục bị phạt chưa bắt đầu tiết luôn nè từ sắp xa lập nghiệp từ free pen chắc tại tôi chỉ muốn free pen luôn nè từ xa phim rung cơ nè là cái này rung cơ bài này ở miền ai thầm nít nơi xa tập đại lắm hay tình hình ấy dừng scroll tới về từ một từ nào chẳng được về để dừng lại rung cơ nè rung cơ chua đê nơi phần lớn ấy cứ vì ở rung cơ tới về nơi để xa nghe rồi bởi dừng tình này chỉ phải chạm khái miền tình này càng càng cầm chả dân pra bạc này chẳng khai thì mùi khai thì bi khai thì bay khai thì bốn vì miền bài màn bằng màn chẳng dân cờ cho tất cả
វិធីសាស្ត្រ free pen អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើលោកអ្នកចុចទៅលើ select ទៅលើ row ទី1រួចចុចចូល view ហើយនឹង free pen ចូល free pen លោកអ្នក select ទៅចំចំណុចនេះ free top row ណាចុច un free pen ដើម្បីដកវាវិញអញ្ចឹងមករំកិលធម្មតាអញ្ចឹងដើម្បី free pen វិញចុច free pen top row មួយទៀតលោកអ្នកអាច free pen ទៅលើ column free pen ទៅលើ column ដូចគ្នា select ទៅលើ column ទី1រួចចុច right click ចូល first column អញ្ចឹងលោកអ្នកកាលមកតែនៅណាខ្ញុំដាក់ A លោកអ្នកកាលមកវាអត់អត់ទៅណាទេវានៅតែរក្សាអញ្ចឹងដែរfree pen ទៅលើជួរឈរ free pen ទៅលើ row បាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមេរៀន Microsoft Excel 2010សម្រាប់កម្រិតដំបូងតទៅជាមួយនឹងចំណុចនេះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនផ្សេងទៀតបាទ